cho các bác. Này bên cửa hàng nhà em dựng cho các bác tham khảo một cấu hình loa full 30 từ leo, bát leo và chép leo. Cái này là bát 2 tầng côn 100 các bác nhé. Một cấu hình nhà em lên là một cấu hình chất lượng nhất, và đây là một cấu hình cao cấp. Cam kết cho các bác dùng thì siêu hay và cực hay, hát karaoke cực thích và bát cực khỏe và dùng siêu bền luôn các bác nhé. Đấy, các bác không lạ lẫm gì với dòng củ bát Higel 2 tầng côn 100 này rồi. Và đây là full đơn 30, sử dụng một bát 30 và một chép kèn leo 450. Và đây là một cái mẫu form mới nhất các bác nhé, mới ra năm 2022. Đấy, các bác nhìn thấy chất chưa? Không còn điều gì để nói về cái dòng Higel này rồi. Rất nhiều anh em review cái hãng này rồi, nên là bên em hôm nay bên em lên, bên em dựng loa full. Nếu bác nào mua rời củ loa, củ chép, phân tần, vỏ thùng bên em vẫn bán. Anh em cần số lượng nhập Higel bát chép, bên em đang xỉ giá cực rẻ, anh em liên hệ em nhá. Bác nào đi làm sự kiện, nhất là những bác đi làm sự kiện sân vườn, đấy, chơi những dòng ao đây, thì liên hệ em đây. Em đang dựng một đôi là theo xu hướng là karaoke gia đình. Đó, nhìn đây. Với cái mẫu form thùng em đây là mẫu form thùng đứng 30, cái mẫu lưới cực kỳ đẹp. Và cái hãng là hãng BIS thôi nhé. BIS là một cái hãng mới năm 2022. Đây, cái mẫu form thùng này là form thùng sơn sần chống nước. Các bác nhé, sơn sần chống nước. Đầy đủ ốc treo lóc, treo ngang, tay sách hình trái tim. Hiện tại đang đang test có một cái thôi. Đây là đằng sau này. Và cái mẫu lưới nhìn rất là đẹp, bó nhìn rất là sang trọng. Đây, lưới được dán vải bụi, lưới thưa. Và cái thùng này em cho các bác kích thước luôn. Kích thước thùng là cao 60, sâu khoảng 38 và ngang khoảng 36. Có nhớ thùng này hai thanh thông hơi ở phần mặt trước. Bây giờ em sẽ đi vào em giới thiệu chi tiết phần nội thất, bát chép và phân tần. Các bác nhìn thấy không? Phun từ leo, sử dụng chép 450 leo khối chính hãng của Higel. Con này toàn bộ là được phủ lớp sơn tĩnh điện hết các bác nhá. Lắp nhôm. Con này côn 44, côn bên trong là côn dây dẹt. Lõi đồng côn dây dẹt. Đấy, và toàn bộ là thùng chôn gen đục giác hết các bạn. Này. Và đây là phân tần bên trong. Phân tần bên trong sử dụng là phân tần tối quá. F15 18. Phân tần này hai cuộn đồng, 3 chở nhôm, 2 bóng đèn chống cháy chép và 3 tụ to các bác nhá. Đấy, đây. Và bên trong lót toàn bộ bóng mốt trứng. Và cái thùng này em nói luôn, khi các bác đi mua loa full, các bác nhìn thấy bên cửa hàng nhà em này, cái thùng bên cửa hàng nhà em gấp dày gấp đôi những cái thùng trên thị trường các bác nhé. Lưu ý cho em này, toàn bộ là thùng ép hết này. Đấy, siêu dày luôn, dày hơn một đốt ngón tay thôi. Rồi nhá, bên phần củ bát, củ bát là sử dụng củ bát 30 leo 2 tầng côn 100 chính hãng của Higel. Con này xương nhôm, nhìn rất là chất luôn, chất như nhất quả đất luôn. Con bát này thì siêu khỏe rồi. Đây, nhìn này, đánh toàn bộ là keo trắng sữa quanh cổ côn. Và hai tầng côn, côn nhôm dẹt các bác nhá, nên tản nhiệt rất là nhanh. Nhện màu vàng. Đây. Con này là gân vải tẩm dầu 2 gân và màng và mũ là màng chống nước. Nên cái màng của nó siêu xịn luôn. Đấy. Rồi nhá, bây giờ em sẽ mở to nhạc lên em cho các bác nghe. Như thế này lên, em đang bán với mức giá là 9 triệu rưỡi một đôi thôi nhá, 9 triệu rưỡi một đôi, mức giá năm 2022. Quan tâm điện trực tiếp cho em nhé, bên em đang sẵn số lượng rất là nhiều với dòng này. Nhanh tay các bác nhá, vì dòng này bán rất là chạy. Với đôi này các bác về hát karaoke chơi mọi dòng nhạc cho em. Ghép thêm cục xúc nữa thì siêu hay. Thôi nhá, nay em review sản phẩm em giới thiệu đến các bác, em xin dừng video tại đây. Mua hàng các bác điện trực tiếp cho em vào hai số điện thoại 5815 và 72. Đây là hai số hotline nhà em. Các bác mua hàng các bác có thể kết bạn qua Zalo để nhắn tin qua Zalo để em trả lời các bác nhé. Nhà em giao hàng toàn quốc.
Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay, các bác nhớ ấn like và chia sẻ, và đừng quên tặng cho nhà em một lượt đăng ký kênh nhé, để nhà em ra nhiều sản phẩm chất lượng để giới thiệu đến cho các bác.